Chào mừng các em đã đến với trang lời giải 2.com. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học lý thuyết và trả lời các câu hỏi bài tập bài 20 Đại Việt thời Lê Sơ từ năm 1428 đến 1527. Sách giáo khoa lịch sử và địa lý lớp 7, bộ sách Trân trời sáng tạo từ trang 86 đến trang 91. Các em thân mến, đôi rồng đá trước thềm Điện Kính Thiên trong Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội là một tác phẩm của nghệ thuật điêu khắc gắn với vương triều Lê Sơ, còn lại khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Hãy chia sẻ những hiểu biết của em về vương triều này, triều Lê Sơ đã được thành lập như thế nào, tình hình kinh tế, xã hội, phát triển, văn hóa, giáo dục ra sao, những danh nhân văn hóa, tiêu biểu của vương triều này là ai? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu qua bài học ngày hôm nay, bài 20, Đại Việt thời Lê Sơ. Về mục tiêu bài học, sau khi học xong bài học này, các em sẽ mô tả được sự thành lập nhà Lê Sơ. Thứ hai, các em sẽ nhận biết được tình hình kinh tế, xã hội thời Lê Sơ. Và cuối cùng đó là các em sẽ giới thiệu được sự phát triển của văn hóa, giáo dục và một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ. Về nội dung bài học chúng ta gồm những nội dung chính như sau. Thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về nhà Lê Sơ thành lập. Thứ hai là tìm hiểu về tình hình kinh tế, xã hội. Thứ ba là tình hình văn hóa giáo dục và cuối cùng là một số danh nhân văn hóa tiêu biểu. Chúng ta đi vào nội dung đầu tiên của bài học ngày hôm nay, đó là nhà Lê Sơ thành lập. Các em thân mến, vào tháng 4 năm 1428 thì sau thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục quốc hiệu làm Đại Việt, lập ra nhà Lê Sơ, đóng đô ở Đông Kinh, tức là thành Thăng Long ngày nay. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện dần từ trung ương đến địa phương, đến thời Lê Thánh Tông thì hoàn chỉnh nhất, hoàng đế trực tiếp nắm mọi quyền hành, kể cả chức tổng chỉ huy quân đội. Cùng với đó thì cả nước được chia làm 13 đạo thừa tuyên và một phủ trung đô, đó là Thăng Long. Quan thì đứng đầu địa phương là An Phủ Sứ, được thay bằng 3 ty phụ trách 3 lĩnh vực hoạt động, đó là quân sự, luật pháp, hành chính, hộ tịch và thuế khóa. Dưới đạo là phủ, rồi đến huyện hoặc châu, cấp đơn vị hành chính nhỏ nhất là xã. Cùng với đó, để củng cố chế độ tập quyền, thì vua Lê Thánh Tông cho biên soạn và ban hành quốc triều hình luật, còn gọi là Bộ Luật Hồng Đức. Ngoài những điều luật nhằm đảm bảo cho nhà vua và chế độ phong kiến, thì luật Hồng Đức còn chú trọng đến việc bảo vệ quyền quốc gia, khuyến khích sản xuất, bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ. Khi mà triều Lê Sơ lại rất chú trọng đến việc xây dựng quân đội mạnh thì tiếp tục duy trì chính sách ngũ binh ưu nông. Nhờ có lực lượng quân đội mạnh cùng với ý chí kiên quyết bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia luôn được giữ vững. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi mục 1 sách giáo khoa trang 86. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Em hãy mô tả những nét chính về sự thành lập nhà Lê Sơ. Đọc tư liệu 20.3 và cho biết chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của triều Lê Sơ được thực hiện thế nào qua lời căn dặn của vua Lê Thánh Tông. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 trang 86 và trang 87. Cùng với đó, các em cần chú ý thời gian lập quốc của triều Lê Sơ, quốc hiệu và kinh đô. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Những nét chính về sự thành lập nhà Lê Sơ. Tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục quốc hiệu Đại Việt, đóng đô tại Thăng Long. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. Cả nước có 13 đạo thừa tuyên và một phủ trung đô, đơn vị hành chính nhỏ nhất là xã. Ban hành quốc triều hình luật, xây dựng quân đội mạnh, duy trì chính sách ngũ binh ưu nông. Chủ trương bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia của nhà Lê Sơ đó là quyết tâm củng cố quân đội, kiên quyết bảo vệ chủ quyền, biên giới, bảo vệ tổ quốc. Đề cao trách nhiệm bảo vệ tổ quốc đối với mọi người dân, trừng trị thích đáng những kẻ bán nước. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ hai của bài học, đó là về tình hình kinh tế, xã hội. Đầu tiên là về kinh tế thời Lê Sơ, thì về nông nghiệp. Nhà Lê Sơ rất chú trọng đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp, thì để nhanh chóng khôi phục và phát triển nông nghiệp, nhà Lê Sơ đã ban hành nhiều chính sách tiến bộ như là chính sách quân điền, chia ruộng đất công cho các thành viên trong làng xã,
kể cả là những người phụ nữ đã quá, rồi trẻ mồ côi, cấm giết trâu bò bừa bãi, cấm điều động dân phu trong một cái gạch và một chiếc một và đặt ra một số cái chức quan lo về nông nghiệp như là khuyến nông sứ, hà đê sứ, đồn điền sứ. Nhờ vậy nông nghiệp nhanh chóng được phục hồi và phát triển, đời sống nhân dân dần dần ổn định. Đông Kinh, Thăng Long trở thành một trung tâm kinh tế sầm uất với 36 phố phường, vừa sản xuất vừa buôn bán. Các làng nghề thủ công cũng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, tiêu biểu như là làng gốm Chu Đậu ở Hải Dương, là làng làm đồ sắt Vân Chàng ở Nam Định, làng đồng Đại Bái ở Bắc Ninh. Còn cùng với đó thì triều đình cũng lập ra các cục bách tác. Những cái cục bách tác này chuyên là việc đúc tiền, đúc vũ khí, đóng thuyền, may áo cho vua và quan lại. Sự phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp đã góp phần thúc đẩy kinh tế hàng hóa thời Lê Sơ phát triển. Vì thế, giao thương với bên ngoài ngày càng tấp nập, nhưng mà thuyền bè thì các nước láng giềng qua lại buôn bán ở cửa khẩu được kiểm soát một cách chặt chẽ. Các sản phẩm như là sành, sứ, vải, lụa, lâm, hải sản là một trong những cái mặt hàng mà thương nhân nước ngoài rất là ưa chuộng khi đến với mua bán với nước ta thời kỳ Lê Sơ. Chúng ta cùng nói về xã hội thời Lê Sơ. Thì xã hội Đại Việt thời Lê Sơ phân hóa thành nhiều tầng lớp khác nhau. Sự phân biệt giữa quý tộc và thường dân trở nên sâu sắc, được quy định bởi luật pháp. Cùng với đó thì tầng lớp quý tộc gồm có vua, quan lại và địa chủ có nhiều đặc quyền đặc lợi. Nông dân chiếm đại đa số dân cư, họ cày ruộng đất công, nộp thuế cho nhà nước, thực hiện lao dịch và binh dịch, hoặc là phải cày cái ruộng thuê của địa chủ, quan lại và nộp tô cho chủ ruộng. Tầng lớp thương nhân và thợ thủ công thì ngày càng trở nên đông hơn, nhưng không được xã hội phong kiến coi trọng. Tầng lớp nô tì thì giảm dần do nhà Lê hạn chế nghiêm ngặt việc mua bán nô tì. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi 1A, sách giáo khoa trang 88. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Câu 1, em hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ. Em có ấn tượng với thành tựu kinh tế nào nhất, lý giải sự lựa chọn của em? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung 1A, trang 88 và trang 89 sách giáo khoa. Cùng với đó, các em sẽ nêu về những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ trên các lĩnh vực về nông nghiệp. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê Sơ đó là về nông nghiệp thì ban hành chính sách quân điền, chia ruộng đất công cho các thành viên trong làng xã, cấm giết trâu bò bừa bãi, một số chức quan được đặt ra như là khuyến nông sứ, hà đê sứ, đồn điền sứ. Về thủ công nghiệp thì nhiều làng nghề thủ công phát triển theo hướng chuyên nghiệp, triều đình lập ra các cục bách tác để đúc tiền, vũ khí, đóng thuyền, may mũ áo cho quan. Về thương nghiệp thì Đông Kinh có 36 phố phường buôn bán sầm uất, giao thương với nước ngoài ngày càng tấp nập. Sành sứ, vải lụa, lâm hải sản quý được thương nhân nước ngoài rất là ưa chuộng. Em ấn tượng nhất với thành tựu kinh tế về lĩnh vực thủ công nghiệp nhất vì nhiều mặt hàng đạt đến trình độ kỹ thuật, tay nghề, độ tinh xảo cao, được các thương nhân nước ngoài ưa chuộng. Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Xã hội thời Lê Sơ có những tầng lớp căn bản nào, tầng lớp nào là lực lượng sản xuất chính? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung 1A/B sách giáo khoa. Câu trả lời của chúng ta đó là xã hội thời Lê Sơ có 4 tầng lớp căn bản, đó là tầng lớp quý tộc, quan lại, tầng lớp nông dân, tầng lớp thương nhân, thợ thủ công và tầng lớp nô tì. Câu hỏi thứ ba của chúng ta có nội dung như sau. Trong đó, tầng lớp nông dân là lực lượng sản xuất chính. Đọc tư liệu 20.5, em hãy theo em những biện pháp được nêu trong bộ quốc triều hình luật có giúp ổn định trật tự xã hội hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung tư liệu 20.5 và xác định những điều mà luật liên quan đến lĩnh vực nào, nhận xét về cách xử lý các vi phạm. Câu trả lời của chúng ta đó là theo em những biện pháp được nêu trong bộ quốc triều hình luật có giúp ổn định trật tự xã hội thời Lê Sơ. Chúng ta cùng đi vào nội dung thứ ba của bài học, đó là tình hình văn hóa giáo dục. Thì các em thân mến, thời Lê Sơ, Nho giáo chiếm địa vị độc tôn, cùng với đó Phật giáo và đạo giáo ngày càng bị hạn chế. Giáo dục thì đào tạo quan lại với nội dung thi cử là các cái sách của đạo Nho được đề cao. Ngay sau khi lên ngôi thì vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại quốc tử giám ở Kinh Thành.
Ở các đạo phủ đều có trường học, các khoa thi được mở ra thường xuyên để tuyển chọn quan lại. Những người đỗ đạt đã được khắc tên vào văn bia ở văn miếu, được gọi là bia tiến sĩ, để làm gương cho gương sáng cho muôn đời. Về văn học, thời Lê Sơ cũng có nhiều thành tựu nổi bật, chiếm ưu thế là văn học chữ Hán với các tác phẩm là Bình Ngô Đại Cáo, Quỳnh Uyển Cửu Ca của Lê Thánh Tông. Bên cạnh đó, các tác phẩm văn học chữ Nôm tiêu biểu như Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập của Lê Thánh Tông. Về sử học thì có sử gia Ngô Sĩ Liên với bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Về địa lý thì có bộ Dư Địa Chí của Nguyễn Trãi, đặc biệt là tập Hồng Đức Bản Đồ được vua Lê Thánh Tông lệnh cho các thừa tuyên vẽ, hoàn thành vào năm 1490. Về y học thì có bản thảo thực vật tác yếu của Phan Thu Tiên. Về toán học thì có đại hành toán pháp của Lương Thế Vinh, lập thành toán pháp của Vũ Hữu. Thì từ thời Lê Thánh Tông, nhã nhạc cung đình chính thức ra đời, bước đầu quy định về nhạc khí và các bài biểu diễn đơn giản. Các loại hình nghệ thuật như là chèo, tuồng rất là phát triển và giữ một cái vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của dân chúng. Nghệ thuật kiến trúc thời Lê Sơ thì chủ yếu tập trung vào việc xây dựng các cái công trình lăng tẩm, cung điện. Trong đó, tiêu biểu có thể kể đến như là Điện Lam Kinh ở Thanh Hóa, Điện Kính Thiên ở Hà Nội là những công trình kiến trúc đặc sắc thời kỳ này. Nghệ thuật điêu khắc sử dụng chất liệu như là đá, trao chuốt, tỉ mỉ, khối hình hòa quyện trong không gian là những cái phong cách cổ điển của thời Lê Sơ. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi mục 3, sách Sấu Hoa, trang 89. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Câu 1. Kể tên những thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật thời Lê Sơ. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cùng đọc lại nội dung mục 3, sách Sấu Hoa. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Những thành tựu tiêu biểu về văn học và nghệ thuật thời Lê Sơ đó là: về văn học thì văn học chữ Hán gồm có Bình Ngô Đại Cáo, Quỳnh Uyển Cửu Ca. Văn học chữ Nôm gồm có Quốc Âm Thi Tập, Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập. Về nghệ thuật thì tập trung vào các công trình lăng tẩm, cung điện như là Điện Lam Kinh, Điện Kính Thiên. Về điêu khắc bằng đá, trao chuốt và tỉ mỉ. Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Giáo dục thời Lê Sơ có bước phát triển như thế nào so với thời nhà Trần? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại mục 3, sách Sấu Hoa, cùng với đó xem lại nội dung giáo dục thời Trần để so sánh với thời Lê Sơ. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Giáo dục thời Lê Sơ có bước phát triển so với thời Trần đó là: giáo dục đào tạo quan lại với nội dung thi cử là các sách của đạo Nho được đề cao. Ở các đạo phủ đều có trường học, những người đỗ đạt được khắc tên vào văn bia ở văn miếu để làm gương sáng cho muôn đời. Câu hỏi thứ ba của chúng ta có nội dung như sau. Quan sát tư liệu 20.6 kết hợp với việc đọc thông tin trong bài, em hãy cho biết nhà Lê dựng bia tiến sĩ trong văn miếu nhằm mục đích gì? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung sách giáo khoa, cùng với đó các em sẽ đọc thêm phần em có biết hiện tại là nguyên khí quốc gia để tìm hiểu câu trả lời nhé. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Nhà Lê dựng bia tiến sĩ trong văn miếu nhằm mục đích đó là vinh danh các tiến sĩ, người hiền tài, làm gương sáng cho mọi người và hậu thế. Tiếp theo, chúng ta đi vào nội dung thứ tư của bài học, đó là một số danh nhân văn hóa tiêu biểu. Các danh nhân văn hóa tiêu biểu chúng ta có thể kể đến như: đầu tiên đó là Nguyễn Trãi, ông sinh năm 1380, mất năm 1442. Ông là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của Nguyễn Trãi, khi đánh giặc cũng như là khi xây dựng đất nước, luôn đề cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân. Nguyễn Trãi để lại cho đời những tác phẩm có giá trị tiêu biểu như là Quân Trung Từ Mệnh Tập, Bình Ngô Đại Cáo, Lam Sơn Thật Lục, Dư Địa Chí. Vua Lê Thánh Tông sinh năm 1442, mất năm 1497. Ông lên ngôi năm 1460, đặt niên hiệu là Quang Thuận. Thì năm 1470, đổi niên hiệu là Hồng Đức. 37 năm trị vì của ông là giai đoạn đất nước phát triển thịnh vượng về mọi mặt. Ngoài tài trị nước thì ông còn là nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc. Di sản thơ văn của ông khá đồ sộ với nhiều tác phẩm như là Hồng Đức Quốc Âm Thi Tập, Quỳnh Uyển Cửu Ca. Ông lập hội tao đàn, nhóm các nhà thơ, tạo nên trào lưu văn học cung đình, đánh dấu bước phát triển cao của văn chương đương thời. Lương Thế Vinh, ông sinh năm 1441, mất năm 1496, thì ông là một nhà toán học,
ông Đỗ Trạng Nguyên năm 1463, do giỏi toán tính toán nên người ta thường gọi ông là Trạng Lương. Công trình tiêu biểu của ông là Đại Thành Toán Pháp. Lương Thế Vinh còn là tác giả của tác phẩm Ký Phường Phả Lục, trong đó mô tả các môn nghệ thuật thời bấy giờ như chèo, tuồng, múa rối. Cuối cùng đó là Ngô Sĩ Liên. Ông sinh và mất vào khoảng thế kỷ thứ 15. Ông là nhà sử học thời Lê Sơ. Ông đỗ tiến sĩ năm 1442, từng đảm nhận các vị trí quan trọng của Hàn Lâm Viện. Ông đóng một cái vai trò trọng yếu trong việc biên soạn Bộ Quốc Sử của Đại Việt, đó là Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Vậy là cô và các em đã học xong nội dung lý thuyết của bài 20 Đại Việt thời Lê Sơ từ năm 1428 đến năm 1527. Các em theo dõi sơ đồ tư duy để khái quát lại nội dung bài học các em nhé. Đầu tiên đó là về nhà Lê Sơ thành lập. Thì tháng 4 năm 1428, Lê Lợi lên ngôi hoàng đế, khôi phục quốc hiệu là Đại Việt, đóng đô tại Thăng Long. Chính quyền phong kiến được hoàn thiện từ trung ương đến địa phương. Cả nước có 13 đạo thừa tiên và một phủ trung đô, đơn vị hành chính nhỏ nhất là xã, ban hành ngũ quốc triều hình luật và xây dựng quân đội mạnh, duy trì chính sách ngự lâm ưu nông. Về tình hình văn hóa giáo dục thì nho giáo chiếm địa vị độc tôn. Về giáo dục thì thi cử tuyển chọn quan lại, xây trường học ở các địa phương, khắc tên và văn bia ở văn miếu. Văn học chữ Hán và chữ Nôm đạt nhiều thành tựu nổi bật. Vua Tôi nhà Trần thì thực hiện kế sách vườn không nhà trống. Cùng với đó thì nghệ thuật kiến trúc tập trung vào các công trình lăng tẩm và cung điện. Về tình hình kinh tế xã hội thì về kinh tế, nông nghiệp, Triều Lê ban hành các chính sách phát triển nông nghiệp, đặt các chức quan như là Hà Lê Sứ, Đồng Điền Sứ. Thủ công nghiệp thì nhiều làng nghề thủ công phát triển, triều đình lập ra các chức bách tác. Và về thương nghiệp thì phát triển giao thương với nước ngoài càng trở nên tấp nập hơn. Về xã hội thì xã hội phân hóa sâu sắc, tầng lớp quý tộc gồm có vua và quan lại, tầng lớp nông dân và tầng lớp nô tỳ. Về một số nhân viên văn hóa tiêu biểu đó là Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mất năm 1442. Ông là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Vua Lê Thánh Tông, ông sinh năm 1442, mất năm 1497. Dưới sự trị vì của ông thì đất nước phát triển thịnh vượng. Lương Thế Vinh, ông sinh năm 1441, mất năm 1496. Ông là nhà toán học hay còn được gọi là Trạng Lương. Về Ngô Sĩ Liên thì vào thế kỷ thứ 15, ông là một nhà sử học thời Lê Sơ. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi luyện tập sách giáo khoa trang 91. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Câu 1. Em hãy cho biết các vua nhà Lê Sơ đã có những biện pháp gì để khẳng định và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 1 trang 87, chú ý đến các chính sách về luật pháp và quân đội. Đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Các vua nhà Lê Sơ đã có những biện pháp để khẳng định chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Đại Việt, đó là trong Bộ Luật Hồng Đức đã có những điều luật về vấn đề biên phòng được quy định rõ ràng, như là không trốn sang nước khác, không bán ruộng đất ở bờ cõi cho nước ngoài, xây dựng quân đội mạnh để bảo vệ biên giới lãnh thổ, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia. Tiếp theo, chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi thứ hai có nội dung như sau. Lập bản thống kê về tình hình xã hội và văn hóa thời Lê Sơ. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại thông tin 1, 2 và 3 sách giáo khoa, chọn những ý chính về xã hội và văn hóa thời Lê Sơ. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Về xã hội thì phân hóa thành nhiều tầng lớp khác nhau, gồm có tầng lớp quý tộc, tầng lớp nông dân, tầng lớp thương nhân, thợ thủ công và tầng lớp nô tỳ. Về văn hóa thì văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm phát triển, sử học Đại Việt, sử học có Bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, địa lý có Dư Địa Chí, Hồng Đức Bản Đồ, nhã nhạc cung đình, chính thức ra đời, loại hình nghệ thuật phong phú và đa dạng như chèo và tuồng. Câu hỏi thứ ba của chúng ta có nội dung như sau. Dựa vào thông tin trong bài, em hãy giới thiệu một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung mục 4 sách giáo khoa trang 91 và tóm tắt thông tin một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Một số danh nhân văn hóa tiêu biểu thời Lê Sơ đó là Nguyễn Trãi, sinh năm 1380, mất năm 1420.
Ông là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một số tác phẩm tiêu biểu như Quân Trung Từ Mạng Tập, Bình Ngô Đại Cáo, Lam Sơn Thực Lục, Như Địa Chí. Lương Thế Vinh, sinh năm 1440, mất năm 1496, là nhà toán học. Ông Đỗ Trạng Nguyên, năm 1463. Một số tác phẩm tiêu biểu như là Đại Thành Toán Pháp, Hiến Phường Phản Lục, Ngô Sĩ Liên sinh vào thế kỷ thứ 15, ông là một nhà sử học, đỗ tiến sĩ năm 1442. Ông đóng một vai trò trọng yếu trong việc biên soạn bộ quốc sử Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Chúng ta cùng nhau trả lời câu hỏi vận dụng sách giáo khoa trang 91. Câu hỏi của chúng ta có nội dung như sau. Năm 1484, Hân Nhân Trung theo lệnh của vua Lê Thánh Tông đã soạn lời cho văn bia tiến sĩ đầu tiên Khoa Nhâm Tuất năm 1442 ở Văn Miếu, trong đó có câu "Hiền tài là nguyên khí của quốc gia". Theo em, câu nói này có ý nghĩa là gì? Hãy viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình. Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần đọc lại nội dung ở đoạn em có biết, suy luận phân tích từ các từ khóa nguyên khí quốc gia, thịnh, mạnh, suy, yếu. Các em đã có câu trả lời cho mình chưa? Vậy cô sẽ gợi ý câu trả lời cho chúng ta nhé. Hiền tài là nguyên khí quốc gia có nghĩa là những người tài giỏi là trụ cột của quốc gia, có nhiều hiền tài thì đất nước sẽ phát triển. Muốn nhắn nhủ với chúng ta rằng phải cố gắng học hành và rèn luyện để xây dựng đất nước ngày càng tốt hơn. Tư tưởng hiền tài là nguyên khí quốc gia của Hân Nhân Trung không chỉ có giá trị đối với thế hệ ông đang sống mà cho đến ngày nay nó vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Đối với một đất nước muốn phát triển giàu mạnh, vững bền thì yếu tố con người vô cùng cần thiết, cần phải tìm người giỏi và giáo dục người giỏi để họ có thể gánh trên vai trọng trách nước nhà. Hiền tài được hiểu chính là những người tài giỏi có đức độ, đầu óc sáng tạo và tấm lòng sáng trong, có những ý kiến định hướng đúng đắn cho sự phát triển đi lên của quốc gia. Những người tài giỏi sẽ đóng góp công lao không nhỏ trong sự xây dựng và phát triển quốc gia. Vậy là cô và các em đã học xong nội dung bài 20 Đại Việt thời Lê Sơ năm 1428-1527, sách giáo khoa lịch sử và địa lý 7 trong trời sáng tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.